chào mừng tất cả mọi người đã đến với video phần 2 về các cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh. Trong video lần trước chúng ta đã nói đến những cặp âm dễ gây nhầm lẫn nếu là phụ âm đầu. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về những nguyên âm thường đứng giữa của từ vựng nha. Hãy cùng Vi bắt đầu thôi. Cặp âm đầu tiên dễ gây nhầm lẫn đó chính là i và e, hay chúng ta có thể gọi trong tiếng Việt là âm y ngắn và âm y dài. Ví dụ Vi có hai từ vựng sau đây. Bàn chân trong tiếng Anh là gì nhỉ? Feet. Lần nữa nào, feet, đúng rồi. Còn từ vựng vừa vặn trong tiếng Anh là fit, sit. Như vậy chúng ta có thể nhận ra được rằng hai từ vựng này phát âm hoàn toàn khác nhau bởi vì nó chịu sự chi phối của hai âm khác nhau. Các bạn nhớ rằng đừng bao giờ đọc sai, bởi vì nếu như chúng ta đọc nhầm sẽ gây ra những hậu quả tai hại đấy. Ví dụ các bạn có thể nói là hey, this shirt fit me. Không ai hiểu gì cả, bởi vì đơn giản ở đây phải là fit me chứ không phải là fit me. Ví dụ mình có một tình huống sau đây. Hey, you are so fit. Tức là bạn thật là cân đối quá đi. Nhưng mình lại nói nhầm thành hey, you are so fit. Bạn thật là bàn chân quá. Như vậy câu này lại không có nghĩa, đúng không nào? Vậy nhớ lưu ý đọc đúng nha. Vì có một vài những cặp từ vựng sau đây nói về âm y và âm e. Mọi người hãy cùng đọc thử nha. Seek. Seek. Tìm kiếm phải không? Còn bị bệnh là sick. Đúng rồi. Sick. Amazing. Hoặc một cặp từ vựng tiếp theo nữa là cheek. Cheek. Và con gà là gì nhỉ? Chick. Đúng rồi, làm lại nè. Chick. Amazing. Như vậy âm y và âm e là hai âm rất dễ gây nhầm lẫn khi nằm ở giữa mỗi từ. Các bạn nhớ cẩn thận nha. Nhưng không phải chỉ có vậy đâu. Chúng ta còn một cặp âm nữa cũng dễ gây nhầm lẫn đó, chính là cặp âm u và u. Vậy đó là từ vựng nào nhỉ? Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha. Chúng ta có từ vựng thức ăn, đồ ăn là gì ta? Food, đúng rồi. Các bạn hãy nhìn phiên âm và chúng ta dễ dàng nhận ra được rằng đây là âm u dài. Vậy đối với âm này thì mọi người kéo dài hơi ra nhé. Chúng ta đọc là food. Food. Mọi người làm thử xem. Food. Good job. Food. Amazing. Nhưng bàn chân của chúng ta số nhiều là feet, còn số ít thì là foot. Foot. Đây là âm ư. Ư. Và âm này của chúng ta là một âm u ngắn. Mọi người hãy đọc lại nhé. Foot. Foot. Và food. Food. Tuyệt vời. Vậy thì nếu như chúng ta đọc nhầm hai âm này thì chắc chắn là sẽ không tốt rồi, bởi vì thức ăn và bàn chân không liên quan gì đến nhau cả. Vậy mọi người hoàn toàn có thể nhận ra được rằng những cái cặp âm vừa rồi mà Vi nói chính là các cặp âm dễ gây nhầm lẫn. Liệt kê lại nhé. I và E. U và Ư. Vậy đối với các cặp âm này mọi người nhớ lưu ý cẩn thận, bởi vì nếu đọc sai thì chắc chắn hậu quả sẽ rất lớn đấy. Vậy chúng ta hãy cùng nhau chờ đón video thứ 3 trong chuỗi phát âm này để có thể tìm hiểu thêm về các cặp từ vựng dễ dàng bị nhầm lẫn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Goodbye.